là bọn em cứ kêu gọi cho một cái xe lăn nhỉ. Nếu mà có bác nào thương bác ấy gửi cho một cái xe lăn thì tốt quá. Vâng, cảm ơn. Vâng. Thế sao cậu vẫn mất tới một tàu tàu kế rồi? Ừ. Thế từ là thế sao tàu không giống thế à? Thế thì sao này cho mẹ cô tôi mua tàu nó thì tôi mua gì tao? Ừ. Vừa cứ cứ vừa mua gì tôi mua gì tao này, vừa nhau che kia cho tôi mình nhớ đấy. Thì cho qua thì chỉ bao số qua thì cho thì chỉ bao số gì? Nó sẽ khó lên tôi mình nhớ. Thì giờ tôi mình nhận là sẽ gì mua thì ta chỉ tiêu mua thì ta giá chỉ à. Ừ. Từ khi mà một thiết chế là phi cho mình như một cận tay dùng một tu tuấn tay á là tu này tu nhiêu lãng quên chỉ bao qua chỉ. Ừ. Thế là. Cháu vâng, hai cô xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và cùng toàn thể tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với nội dung tiếp theo của anh Hiền Ta Giáp Mày. Thì hôm nay thì cũng có một hoạt cảnh lên nhờ cháu để nhờ các anh lên chia sẻ giúp đỡ, vì là em ấy là cũng đã bị từ lúc mới sinh ra, từ lúc còn nhỏ thì cũng bây giờ cũng được 17 tuổi rồi vẫn chưa biết nó và chưa biết đi. Thì hôm nay thì nhờ anh Hiền lên chia sẻ giúp đỡ. Thì bây giờ xin mời quý ông bà cô chú anh chị theo chân anh em mình nhé. Rồi đi. Chờ kẹo chờ đợi này đã nhỉ. Yeah. Mọi người ạ, hôm nay thì như Vân đã chia sẻ rồi, cháu Hiệp sẽ tiếp tục lên một cái video nữa về một hoàn cảnh rất là mới. Trước tiên là chia kẹo cho đội nhỏ này. Đây đã. Một cái đá là. Đây là kẹo của cô Nguyễn Thị Hồng Châu ở Tây Ninh. Nên nó tha thế nào? Hả? Nó tha cho mà một. Nó mà lo. Chị Hồng Châu ở Tây Ninh là gửi cho cháu Hiệp 3 thùng kẹo. Nên là mỗi lần đi cháu Hiệp sẽ mang một lọ như thế này đi. Gặp các bạn nhỏ thì sẽ chia cho mọi người nhé. Nó cả máu gió là cả tỷ. Cả tỷ gì hả? Nó tha chỉ nó. Hả? Nè. Bao xài tè hả? Bao xa xanh thì bao? Hạ bao. Hạ bao mà chỉ bao nó. Chỉ bu ớ. Nè. Bao xa xanh thì bao tư? Bao mà hồ lù mà. Ố thay tè. Ố thay tè. Ố thay tè quá nhá nị. Ố. Hạ cái cỏ xa xanh thay? Xa xanh thì lào. Xa xanh. Chị sẽ đi học. Chị mẹ ớ. Chị mẹ. Ờ, tệ. Dạ, dạ. Nè. Rồi, chào xin. Nó nói tiếng kinh hay tiếng phổ thông đấy? Nói tiếng Mông hay tiếng phổ thông đấy? Nó tiếng phổ thông. Nè. Học lớp mấy rồi? Lớp 2. Rồi, nào. Nào. Ờ, tệ. Bác sẽ xin bao? Bác sẽ bao? Có hai cậy gà sao xếp đấy. Chỉ cả hai. Nè, nhìn thầy. Ơ tê. Biết xin không? Hả? Hết chưa? Còn ai nữa không? Hãy ưu tiên bạn nhỏ đi. Đâu? Đó. Bạn nhỏ đâu? Nè. Giải thác lắm. Ồ, tài bản quá nhỉ. Nào, bạn kia. Ưu tiên. Bạn nào có em, có mua từ cư thì mua à? Từ mua từ cư, mua lò này. Hay này. Nè. Ngoan quá. Nè. Có sao xanh không? Nè, cái này Luna phụ tụ tu nè. Hả? Rồi. Đây, món quà của cô Hồng Châu tiếp tục được trao đi. Đấy. Bạn nào lấy cái này không? Này, cho cầm cái này đi. Về đựng nước nhá. Được chưa? Đây, đi vào trong đi. Chắc không mất gì được đâu nhỉ. Xin chào cô ba anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục theo chân cháu Hiệp nhé.
Hôm nay thì có mặt ở thôn Mỏ Xì, nơi mà có hoàn cảnh của bé Nô mà bị thoát vị bệnh đấy. Cũng đã đi chạy chữa rồi, bây giờ ổn rồi. Thì hôm nay anh em mình sẽ lên sóng một cái thước phim nữa, và theo như nguyện vọng của gia đình là mong muốn anh em mình kêu gọi một cái xe lăn và kinh phí để nuôi dưỡng. Bởi vì như tâm sự ấy là chị ấy muốn cho con cho người khác để nuôi rồi, vì chị cũng cạn lực rồi, hết lực rồi. Và chị thì có bốn mặt con, theo như tìm hiểu trước một chút là có bốn mặt con, và thì đều là những hoàn cảnh mà người ta cái hiệu ứng rất là mạnh từ hoàn cảnh của em Vân hai con. Do vậy mà bà con ở cái khu vực gần gần này này thì đều khi mà có gặp hoàn cảnh khó khăn đấy thì người ta cũng lên tới gia đình của cháu Vân để mà nhờ Vân kết nối với Tam Giác Mạch để lên video, biết đâu đấy kêu gọi được một cái điều gì đó dù nhỏ dù lớn thì mọi người cũng đều rất là vui và hy vọng và chờ mong cái điều đó. Thì bây giờ mời mọi người theo chân cháu Hiệp nhé. Hoàn cảnh của chị này tên là gì nhỉ Vân nhỉ? Chị tên là em cũng quen rồi, cũng lâu rồi. Chị này thì bốn mặt con, tuy nhiên thì tuổi thì cũng còn trẻ thôi, 38 nhỉ? Và gần 40. Gần 40 tuổi thôi thì cháu Hiệp vẫn gọi là chị được, bởi vì cháu Hiệp cũng gần 30 đến nơi rồi. Nhà này hay là nhà này? Nhà này. Ồ, nhà cũng tan hoang hết rồi nhỉ? Ừ. Bưng hết bằng bằng cái bố một đấy à? Tôn thôi. Cái tí à? Bố một đấy à? Đây tỏ ớ. Rất xe là. Gặp cho máy. À đây à? Ồ đây rồi, gặp luôn rồi. Rất xe là. Thế giờ. Bạn này đấy hả? Tôi nên tôi lo là. Ê, bè hô lì chà nế, nếp tí, có nâu là. Vâng, nếp cư. Vâng, anh. Vâng. Ôi, nhà này là bưng bằng tôn hết à? Vâng, cái tôn này tôn trước kia người ta cho. Anh là chồng của chị à? Vâng, đúng rồi. À, thế là anh về rồi hả? Vâng, anh về, hôm nay mới đang chuẩn bị xuống địa dưới quê. Thế là không có tha cho chính trách nữa. Cho mì gió nó. Chính trách chưa? Quê anh là ở đâu? Hả? Quê anh là ở đâu? Quê á? Đấy thôi. Vâng. Đấy thôi. À thế ạ. Vâng. Vâng. Thì xuống dưới tìm công việc làm thôi mà. À, ý là bây giờ chuẩn bị xuống dưới xuôi để tìm việc hả? Vâng. À. Tốt xe không? Vâng, vâng. Vâng, vâng. Tốt xe không? Cảm ơn nhá. Vâng, vâng, vâng. Mua quà cho con ấy. Vâng, vâng. Tại vì là được giới thiệu, chị cũng có nhờ chỗ em Vân để giới thiệu là nhà mình có bé hoàn cảnh khó khăn thì vâng. Cũng đến chia sẻ xem là mong muốn là biết đâu giúp đỡ được cái gì đó. Vâng, vâng. Đấy. Đây là con cả luôn hả anh? Con này có cả luôn đấy. Vâng. Có cả mà nó lại lúc đầu thì để nó ra được 3-4 ngày là nó ốm. Vâng. Thế lại ốm xong là đưa đi viện, xong là cuối cùng không biết là nó để người ta xét nghiệm mà vẫn xét nghiệm không được. Thì người ta bảo là tập tật liền. Đấy, chân tay không động được thì nó cứ như thế này thôi. Nếu mà ăn gì thì vẫn cho mình cứ bố mẹ mình bón thôi. Bón thôi. Bón được lên lớn đến từng này hả? Mới đấy rồi. Vất vả quá nhỉ. Thì cuối cùng đi làm giấy tờ kia cho nhà nước hỗ trợ một tháng của nó là 1,2 triệu. Đấy. Nếu là nó có cả này, bây giờ nó như thế này thì không biết đi bác sĩ khám cho người ta xét nghiệm người ta cũng không biết. Thì người ta có họp bố mẹ mình là lúc đầu mình làm sao nó như thế này, mà lúc đầu mình nó cứ ốm xong là mình cứ đưa đi viện xong là lại là khỏi để lại về nhà thôi. Là cuối cùng nó lỡ ra là nó chân tay không động được. Là bị như thế đúng không? Thế, nói nó vẫn không biết nói. Không biết nói. Đấy. Có nghe được không nhỉ? Khả nó năng nghe được nhưng mà nó không biết nói. Đấy. Nên là bị liệt được. Chân liệt tay như thế này. Đấy. Thế là nhà mình là có 4 cháu hả? 6 ấy. 6 à? Ừ, 4 con trai, 2 con gái. Ôi giời ơi. Thế là đông luôn đấy. Đông đấy nhà. Con này riêng mà con này để nó bị tật thế này là phải để mượt được mùa con nữa. Xong là như thế nào? Xong là cuối cùng cứ bảo là cứ để là cứ để thôi. Thế là cứ ra mầm thôi đúng không? Cũng có khả năng là cái lúc còn nhỏ đấy là bé nó bị sốt, bị ốm, bị sốt cao quá đâm ra là gây
dẫn đến là bị não ấy, ảnh hưởng đến não đấy, bị liệt đấy. Não và bị bại não đấy. Đấy, đâm ra là bây giờ chân tay là liệt có xong người, rồi. Có người nó không biết nói mà nó mà biết đi được. Có một thằng dưới này là thanh niên cứ gần 16-17 tuổi rồi. Vâng. Mà nó không biết nói. Vâng. Cần miệng nó không biết nói, nhưng mà người ta vẫn hỗ trợ cho một tháng của nó, một tháng hơn 600 sao. Vâng, đấy là chế độ của nhà nước dành cho những người khuyết tật đấy. Đấy. Còn mà đây thì chỉ có mỗi anh này mới có đứa này thôi. Còn lại thì thấy người ta vẫn ai cũng thưa, nhưng mà không biết làm sao nó phải như thế này. Vâng. Tức là nhà mình là cái tôn này là mình đi xin đi mua về. Tôn này là ngày trước là mình là lấy cái này lập ấy. Mình lập xong là mình lại người ta phụ trợ cái này, cuối cùng cái này là hỏng rồi. Thì co với đá bé nữa thì vất vả nữa, không làm được đẹp nữa thì bắt đầu mới đi mình lập lại, xong rồi là đi mua cái tôm này rồi về lập tiếp. Vâng. Nhưng mà bây giờ vẫn đang khó khăn, vẫn bệnh thiểu hết rồi, vẫn ở tạm như thế thôi, vẫn không chưa có tiền. Vâng. Chưa có. Anh là đi làm ở đâu? À, làm ở dưới Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh ạ. Mình làm công việc gì ở đấy? Công việc đi làm vào cái bãi quặng, không phải bãi quặng, bãi người ta nuôi cá này. Nuôi cá. Con đông thế này nó mình chả làm được gì. Có đã bé đi học thì có đông, ăn thì vẫn không đủ ăn, không đủ uống mấy rồi. Đúng rồi. Đây, bạn lớn của nhà ông anh, hai anh em là bị liệt như thế này đây. Vâng. Ô, nhà mình là cái nền vẫn để nguyên cũ thôi à? Cái nền vẫn chưa có trình độ làm. Chưa có điều kiện làm hả? Vâng, nhà gà có khá nhiều lắm. Cái cửa là cũng rất là tạm bỡ ở nhà. Đây, cửa thì cái tre thôi. Vâng, và cửa bằng cây cửa tre. Các em có hút thuốc không nhỉ? Dạ không, em không hút. Vâng. Thì hôm nọ là vợ anh có lên nhờ thanh niên này này, là bảo nhờ em xuống quay thì xem là kêu gọi giúp gì được cho bé, hỗ trợ được gì cho bé. Nên là hôm nay em mới có mặt ở đây. Đúng rồi. Vâng. Thì chị cũng bảo là 2 năm trước là anh đi làm mà là cũng không thấy về hay là như nào đấy, cũng chả rõ là. Vẫn chưa về. Là đi được 2 năm. À? Anh đi được 2 năm. Đâu, không đi 2 năm đâu, đi gần có, nhưng mà có công việc thì đi gần 3 tháng rồi lại về một lần. Đây là có một thầy chỉ dâu nó vừa làm cái nhà mới này, là bảo là anh là có chú. Vâng. Có hai anh thì nó mất hết rồi. À, thế mình là con thứ ba, là mình là nhà mới thì mình phải về gọi các cổ uống chén rượu xong là mình mới ăn cơm sau. Dạ vâng. Đấy, thì anh mới về thứ bảy vừa rồi, anh mới về mà. Thì dạ. Bây giờ thứ bảy này thấy người ta cứ gọi điện bảo là hôm nay anh phải chuẩn bị xuống ở dưới. Vâng. Thế thì là tí mình bắt xe ca đi hả? Đúng vâng. Thì nếu là bảo là có rượu thì mua đưa chồng ca dợi rượu xuống. Thế thì anh em mình đã chuẩn bị đây, nhưng mà các em ở đây. Vâng. Anh vội thì anh cứ đi nhé, không tí lại không kịp xe. Xe thì không lúc cái này chở đi ở ngay đường trên Ngà Sọc kia, xong là 1 giờ xe mới chạy xuống. Thế thì chưa vội đâu nhỉ? Vẫn chưa đến giờ sao? Vâng, bây giờ có hơn 11 giờ, sao 11 giờ thôi. Em mua khắp bàn trẻ. Chị mua đó là dù mua cho nó cám luôn thế. Đó là mình đi làm trang trại cá. Đấy, trang trại cá thế thôi. Mình phụ mình người cho, ta cho làm. Cho cám vào, cho
cho cá to ăn với cái cá mù bé kia cho bò ăn. Thế là trong đấy là đó lại là đi chăm cá. À, đấy, đấy, chăn nuôi cá. Không đủ chi tiêu gia đình cũng vất vả, không có cái gì ăn nè. Nếu một người mà làm nuôi 6 người thì chắc chắn là không đủ ăn rồi. Gà có khá nhiều. Đấy, tuổi con này là con thứ hai ấy. À. Đấy, con này học hết lớp 9 rồi mà vẫn không biết gì. Còn cái con này con thứ ba này, con thứ tư. À, xin chào. Hai con này đi học rồi, ngoan quá rồi. Nhà đứa nào cũng ngoan. Đông quá, đông con này vất vả rồi. Không sao anh ạ, con cái lộc của trời càng đông càng vui. Mỗi tội là khổ mình không nuôi được thôi. Thế người ta thì cứ bảo là người ta cả đông thì cả tốt, nhưng mà mình cả đông thì cả vả. Vâng. Đang bé thì bây giờ bố các mẹ cháu được đi học hết là tốt rồi anh ạ. Cho đi học hết rồi. Vâng. Thế là câu chuyện là không như lúc đầu nhỉ? Vâng. Thế thì không biết là anh chị mong muốn gì, kêu gọi như thế nào hay giúp đỡ đứa bé như thế nào thì cũng có thể chia sẻ với bọn em. Các em vẫn chia sẻ với nhà anh thì vẫn tốt rồi, nếu mà con đấy thì nó bị tập thì mong các em giúp được cái gì thì cứ giúp thôi, nếu mà vâng. Giúp được thì vẫn cảm ơn vâng. Các em. Dụ bây giờ một cái xe lăn thì bé có thể đi được không? Em nó có thể đi được không? Cái xe lăn kia. Vâng. Xe lăn kia thì vẫn nó vẫn đi được. Đi được hả? Đi được. Thế thì trước mắt là bọn em cứ kêu gọi cho một cái xe lăn nhỉ. Nếu mà có bác nào thương bác ấy gửi cho một cái xe lăn thì tốt quá. Vâng, cảm ơn tốt quá. Vâng. Tại vì là liệt như thế thì sẽ là gánh nặng cho cả gia đình đấy. Bạn này là thứ hai hả? Đấy, thứ hai đấy. Nên là con cả thứ hai đấy. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Bốn trai, hai gái. Đấy, bốn trai, hai gái đấy. Dạ, được đấy. Đông đông quá rồi. Quá đông. Hết cỡ rồi đấy. Hết cỡ rồi. Ôi dồi ôi. Chút nữa để tâm sự với vợ anh một chút đi. Bởi vì vợ anh là người mà chịu tất cả những cái khổ khó khăn đấy. Anh ra ngoài thì anh đi làm kiếm được tiền, nhưng mà vợ ở nhà là lo đấy, lo cho cô hết, không đơn giản một chút nào đấy. Quá là vất vả. Đấy, cái nền nhà em thấy là nó cũng như một cái nương mình cào ra mình ở như thế thôi. Nhưng ra là trước cái lúc làm thì xong là lại không có tiền nữa thì cứ bảo là cứ ở tạm thế này, là cuối cùng là mình cứ quét dọn đi là nó cứ như thế này luôn. Vâng, nó thành lõm như kiểu sửa ruộng ấy nhỉ. Đấy. Phải lá xi măng vào. Xi măng mà phải có tiền. Chưa có tiền nữa thì mình vẫn khổ thế này. Vâng. Thế em hỏi một chút nhá, là nhà mình có 7 người thì sẽ là ngủ như thế nào? Chỗ này là bạn nào ngủ ở đây? Con. Hai bạn ngủ đây hả? Vâng. Hay là mấy em? Vâng. À, cháu. Hai người ngủ ở đây xong rồi ngủ trong kia. Thế thì chị gái ngủ ở đâu? Chị gái ngủ cùng em ạ. À, chị gái ngủ cùng em luôn hả? Có lúc này, con tập này thì có lúc thì nó ngủ một mình. À. Đấy, có lúc thì lại nếu mà chặt quá không đủ thì vẫn có một người ngủ thêm. Vâng. Thêm vào. Xong là ba bạn ngủ bên này, ba bạn ngủ với mẹ. Vâng. Rồi rồi ôi, cũng không đơn giản một chút nào nhỉ. Vâng. Xin phép là xem qua nhà anh một xíu. Vâng. Nhà này mình làm lâu chưa hả anh? Nhà này á? Vâng. Mình làm được hơn 3 năm, 4 năm rồi. 3, 4 năm rồi. Vâng. Bây giờ nói chung là cũng ở tạm thôi nhỉ. Ở tạm thôi. Chưa có tiền thì vẫn chưa làm. Vâng. Đấy. Nhìn cái như mình nếu mà riêng mà có tiền thì cái này phải phá đi hết xong rồi làm lại. Vâng. Nhìn cái nền nhà thì đúng là cũng không khác gì cái thửa ruộng là mấy thật. Vâng. Thế là hàng năm nhà mình có đủ ăn không anh? Dạ. Nhà mình vẫn đồ ăn cơm thì vẫn đồ ăn mà vẫn mua thêm. Vâng. Một năm mình mua khoảng mấy tháng? Mua thì bây giờ ngô ruộng thì mình không làm, mình toàn làm nương thôi, thì ngô thì vẫn đổ bình thường và mua gạo thêm. Mua gạo thêm. Một năm của nó là mua cái loại gạo bình thường 600
Một bao đấy. Bao kia là phải hơn chục bao. Hơn chục bao. Vâng. Tức nghĩa là mình cũng phải mua ăn khoảng 3 tháng đấy nhỉ? Vâng. Có 3-4 tháng mà mình mua. Cái ngô kia là, ngô là mình làm được bao nhiêu thì cái ngô đấy là chỉ có hỗ trợ cho gà vịt các thứ. Gà vịt mà mình không nuôi được bao nhiêu con đâu mà. Vâng. Ở đấy và ăn mua thêm gạo bổ sung. Vâng. Thế rồi. Bạn lớn nhất bạn này là học lớp 9 rồi hả? Học lớp 9 rồi đấy mà. Đang học dưới Mậu Duệ hả? Nó học ở Mậu Long kia. À Mậu Long hả? Nó không chịu khó học lớp 9 vẫn chẳng biết cái gì đâu. Vẫn chưa biết mấy. Bây giờ như mình vẫn không chê các thầy cô nữa mà bây giờ từ lớp 9 như các thầy cô dạy như bỏ con này. Có người thì nó học điều thì nó biết. Và có người nó không học điều là nó lại kể cả lớp 9 nó vẫn chưa biết đọc mà chưa biết viết mấy. Đấy. Thế thì khó nhỉ. Ê. Bây giờ đã biết viết tên mình chưa? Được biết rồi hả? Đấy. Có thấy nhà mình khổ không? Có. Có hả? Thế phải cố gắng học nhiều thôi, học giỏi lên thôi. Chỉ có học thì sau này mới tự mình thay đổi được cuộc đời mình và mình mới giúp được bố mẹ thôi. Nhá. Yeah. Hôm nay đi anh đi làm ở dưới kia. Phó chủ tịch kia nó bảo anh về làm cái hồ sơ cho nó đi học thêm. Vâng. Mà bảo là nếu mà nó cố học thật thì phải làm hồ sơ cho nó đi giao huyện học. Vâng. Hay là kiểu gì nó phải học đến cấp 12 đã. Vâng. Nên nó kể cả nó không biết đấy, nó lớn lên xong là nó có điều kiện đấy, nó đi làm hay là đi kiếm cái việc gì nọ việc kia làm thì nó nói cái gì thì vẫn được. Đấy mà nó không nghe bố thì nó lại vay 2 triệu tiền nó về rồi nó lại đi làm cái ở giữa kia người ta bảo là ở dưới xuôi kia đi người ta đi bóc cà phê làm cái máy mỏ cà phê kìa. Thì nó làm được 2 tháng thì được có mỗi 2 triệu mấy thì lại về. Nó bảo là lại về nó thì thôi rồi lại về. Đấy. Thật ra thì cái nghèo nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy. Đấy, mà nó đã bé nó thì nó đi kể cả là công nhập thì người ta không lấy. Vâng. Đấy, nó đi bốc được mấy ngày, mấy tháng cà phê kia là kiểu nó cứng quá, đau tay, không làm được thì lại về thôi. Vâng. Đấy, mà chúng ta bé thì chịu thôi. Khó nhỉ. Yeah. Bây giờ cái khó nhất là bạn bị liệt này đúng không? Có thể là ngày xưa ấy. Chị bao nhiêu chị là? Bao nhiêu? Ừ. Năm một đấu ra. Mù tao chứ gì mù tao là? Cũng là mù đấu là bên gì cũng tứ không tứ hụt chế là tứ làm tao chơi rồi là lo cho cứ lo là chuyển đồ này mà rồi là tao thảo sản gì à? Ô gì mà ô chỉ có tiếng đấu à? Tên là Nu à? Đây là cứ bảo là tên là Nu thôi. Trước kia nó bảo là Nu mà nó không có kiểu như con không có cái dấu phiền thì bây giờ nó có cái cứ gọi là Nu thôi nhỉ? Vâng. Khả năng là ngày xưa lúc bé là nó ốm, nó sốt quá rồi. Thì nó dẫn đến là bị não. Trước kia như cái cô bò kia, dân tộc mình như cô bò kia là kiểu nó ốm quá là mình để cô bò kia cho nó thành nó mới khỏ. À. Đấy, cô bò kia là của nó đấy. À. Dân tộc mình kiểu như... mình phải có con bò kia kiểu như bảo vệ nó thì nó mới lấy ra ấy. Nếu mà con bò kia mình bán đi hay là mình mổ đi là kiểu nó lại ốm. À, thế ạ. Đấy thì mình cũng không biết phong tục mình trải lúc mình gặp khó khăn nhiều thì đấy. Như con bò kia mình phải nuôi riêng không để bán đấy, mình cứ nuôi thôi. Thế thì khó nhỉ. Tóm lại là những cái đấy thì em cũng không hiểu bởi đấy. Mỗi dân tộc thì có một cái phong tục khác nhau. Đấy. Đấy. Thế là bây giờ là anh chị nuôi bạn này là có những cái khó khăn gì? Hả? Có những cái gặp những cái khó khăn gì khi mà nuôi bạn này này? Con này á? Vâng. Con này thì lúc nó bé thì
nó cứ ốm có lúc nó xong lại đưa nó đi ra viện người ta cứ tiêm thuốc này kê thuốc vào uống xong này lại nó lại khỏi mà. Lúc nó ốm thì nó cứ kiểu như em vừa nói nó cứ sốt mà. Sốt ho các này vân vân thế này thôi, nhưng mà đau đầu nọ nọ kia thì đi bệnh viện vẫn khỏi lúc nào thì về lúc đấy mà. Thì về thì xong cứ trên tay nó cứ như thế này là cuối cùng mới đề nghị cho ủy ban nhà nước kia là người ta mới hỗ trợ, là không phải con có anh thôi, tất cả đất trời này là có người cũng bị nhiều như con anh rồi. Vâng. Thế thì người ta giúp được gì thì giúp hơn, nếu mà không giúp được gì ấy thì bây giờ thời điểm này thì hiện đại nhà nước vẫn hỗ trợ được. Vâng. Ngày xưa thì nhà nước ra vẫn còn gặp khó khăn thì mình khó khăn thì vẫn nhà nước vẫn chịu thôi. Vâng. Đấy, bây giờ thì nhà nước lại hiện đại rồi thì dân lại giúp được cái gì thì chấp nhận cái đấy thôi. Vâng. Đấy. Bây giờ là ăn uống ngủ nghỉ rửa mặt tắm rửa các thứ là bố mẹ lo hết, tuần là vợ chăm hết. À. Đấy. Bây giờ thì tuần mà anh mà tuần đi làm vợ thì cũng ở chăm không được đi đâu hết đâu. Vâng. Đi lấy mấy cỏ này. Vâng. Đi lấy củi linh tinh hay là đi nọ đi thì còn một con đứa mà áo vàng kia nó đổ kia nó còn đi học còn đi bộ về trong kia làm sau kia nhờ. Vâng. Kia thì có xe, nếu mà lấy xe đi nó lại không biết lấy xe. Vâng. Thì toàn nhờ người khác đưa đi học đi về thôi. Vâng. Vợ là không biết lấy xe. Vâng. Đấy thì bây giờ đưa con thứ hai này nó về thì nó không đi làm nữa, nó về thì nó mới đưa các con đi học và về. Vâng. Thế là đứa lớp 9 là bây giờ vẫn đang học hay là nghỉ rồi? Nghỉ rồi. Nghỉ, nó không học nữa. Vâng. Nó đi học là nó lại bảo là học thì nó lại giúp bố mẹ. Nó sợ chứ. Thế thì nó không đi học nữa. Vâng, vâng. Ủa chị ơi, đấy do rau xếp bắt tao đi chào thế chứ mà tỏ khắc. Nên chị hào này, nên chắc chết đấy, nên chị hào này. Thế này sợ quá. Mà sợ quá, nó cái mắm mai, nó cái tiền tết chứ, nhập mùa sợ quá. Làm gì hả bà? Chỉ bảo nấu cơm. À thôi. Nhưng mà cũng nấu thôi. Bọn em còn vội đi sang bên kia nữa. Đi ở đâu? Vâng. Em sang bên dưới sông một tí nữa. À dưới sông à? Vâng. Dưới sông thì thế thì em trước mắt là em cũng chẳng biết là giúp đỡ được cháu cái gì, cứ lên video thôi. Vâng. Bây giờ gia đình cảm thấy là muốn kêu gọi cái gì cho con của mình? Anh ạ. Vâng, anh cứ có thể anh chia sẻ. Thì bây giờ thì như em vừa nói bảo là duyên mà cứ quay vào nữa, tông vào xem ai chia sẻ giúp đỡ được gì thì cứ giúp được gì thôi. Vâng. Cũng là chia sẻ cho người lên trên xe cấp trên cả bạn bè nó chia sẻ với gia đình với anh thì nó giúp được gì thì giúp như thế này, nó không biết gì đâu. Vâng. Đại loại là bây giờ là đi không biết đi. Đấy. Đứng không biết đứng, nói không biết nói. Đấy. Nghe thì không biết là có nghe được không. Đấy. Và tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào một người mẹ. Vâng. Mẹ thì chăm con bò, chăm con lớn. Đấy. Và chăm cả 5 đứa em nữa. Đấy. Phải nói là chăm rất nhiều. À, không bắt gà đâu nhá, chỉ tuột cây hả? Thế chỉ nào là pê mà một chị được, em cảm ơn. Nhưng mà thật ra thì trước là em chưa giúp được gì cho gia đình cả. Thứ hai là em còn công việc ở bên dưới sông nữa thì đều có để dịp khác đi. Chia sẻ như thế là vâng, vâng. Đấy thì trước nhất là cũng trao đổi với anh là em cứ chia sẻ video lên trên mạng. Nếu mà các nhà hảo tâm, cô chú anh chị nào mà thương, mà muốn hỗ trợ quần áo hay là hỗ trợ một ít lương thực thực phẩm, hoặc là nếu mà tốt hơn là một cái xe lăn cho cháu để cháu tự ngồi, có thể tự di chuyển. Ở trong cái khuôn viên thôi. Vâng. Thì mẹ cũng đỡ phải trông, bởi vì ngày nào cũng ngồi như thế này phải có người trông. Vâng. Không nó ngã một phát thì lại chả có ai giữ, đúng không? Như thế này con lúc này nó ngã thì nó vẫn từ từ giải được, nếu mà phải có một người đỡ. Đấy. Nên ra là nếu có một cái xe lăn thì cháu có thể là đi lại ở trong cái sân này thì mẹ sẽ có cái khoảng thời gian nhiều hơn để mà lấy cỏ này, để làm việc nhà rồi là vâng. Thậm chí là chăm các em khác nữa. Vâng. Đấy. Thì
Là như vậy thôi. Vâng. Anh cũng bảo chị là không bắt gà, không không thịt gà đâu nhá. Em rất là cảm ơn tấm lòng của gia đình. Tuy nhiên thì vâng. để một cái dịp nào lần gần nhất đi. Vâng. Nếu mà có cái cơ hội quay trở lại thì sẽ ngồi với gia đình để tâm sự thêm. Vâng. Đấy. Vâng. Thì đối với hoàn cảnh của bé Nu, em Nu được 17 tuổi rồi thì 17 rồi đấy. Cháu Hiệp cũng rất là bất ngờ về những cái câu chuyện như ban đầu và cho đến bây giờ, cho đến kết thúc. Vâng. Thì thật sự là cái khó khăn thì đương nhiên chưa phải là quá khó khăn, nhưng nếu như mọi người vào vị trí của một người mẹ và một người bố dưới còn 6 đứa con và một đứa liệt tàn tật như thế này thì thứ nhất là không thể đi làm xa được. Vâng. Thứ hai là không làm gì khác được ngoài việc là cắt cỏ rồi là chăm đứa con và các em. Vâng. Thế là hết ngày rồi, như vậy là kinh tế cũng sẽ không thể phát triển được, cũng như là không làm được cái ngoài gì khác. Đúng rồi. Như anh có chia sẻ là cái nhà thì thay mái thì lấy cái mái cũ về để lợp bưng. Bây giờ cái chỗ này thì chỉ cần đạp phát là bung hết ra. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy. Này thì nếu mà muốn đặt thì nó bung hết rồi. Đấy. Còn bên trong nhà thì nó xin phép anh là phải sử dụng là nó cũng bập bênh như cái thửa ruộng thôi, nó cũng vâng. không có được có nhẵn hay là phẳng đâu. Vâng. Nên là cuộc sống còn rất là nhiều khó khăn. Vâng. Anh thì rất là may là cũng đang đi làm nên là cũng có một chút thu nhập. Tuy nhiên thì như anh đã nói rồi, một năm anh cũng phải mua ăn đến tận 3 đến 4 tháng chứ cũng không có dễ dàng gì cả. Vâng. Đấy, do vậy là trước mắt là cứ lên video đã biết đâu giúp được cháu bé một bao vâng. gạo hay là một bộ quần áo thì cũng tốt rồi. Vâng, như thế là vẫn chia sẻ tốt rồi. Dạ vâng. Thì rất mong là quý khán giả xem được video này có thể là bằng cái sự tinh tế của mình thôi giúp đỡ được cái điều gì đó thì cháu Hiệp sẽ mang đến cho bé Nu. Chứ còn bây giờ cũng chưa thể hình dung được, bởi vì là bé đã không biết đi, rất là khó, đứng còn không biết đứng, nói thì càng không biết rồi. Do vậy là chả biết giúp thế nào cho nó đúng cả. Thì có thể là mọi người yêu thương có thể gửi 1-2 thùng mì tôm hay là 1-2 cân thịt hay là gì đấy. Hoặc là cái điều mong muốn của gia đình ấy là muốn hỗ trợ cho bé một cái xe lăn để bé có thể ngồi. Thứ nhất là nó có thể di chuyển tạm. Ngồi cái xe lăn thì yên tâm hơn là nó sẽ không bị ngã hay không bị đổ. Ngồi như này thì cần trượt một cái là ngã xuống là phải có người dìu ra. Nếu mà không có ai ở nhà thì bé sẽ cứ nằm vật ở dưới đất cả ngày thôi. Đấy, rất là khổ. Đấy, thì anh em mình chia sẻ một cái video như vậy. Hôm nay rất là may là gặp anh ở đây rồi. Chứ còn không, nếu mà mỗi chị thôi thì không biết là chị sẽ chia sẻ kiểu gì. Đấy. Chị thì nếu mà nói tiếng tiếng bảo anh thì được, nếu mà chị nói tiếng phổ thông thì chị là không nói. Vâng. Đấy. Quá là khổ nhỉ. Từ lúc nhỏ là chưa đưa viện đi chỗ lần nào ạ? Lúc nhỏ thì vẫn đi viện rồi, nếu mà đi viện nhiều thì nó lúc đầu thì nó sốt này, ho này, hay là đại loại là mình đưa bé đi là bé ốm thôi. Đấy. Chứ không phải là bé bị liệt hay bị gì đâu, đúng đấy. Không? Đấy. Sau lúc khỏi đi bảo bác sĩ bảo là con anh lúc đầu bị là sao mà như thế này thì kể cho bác sĩ bảo là lúc đầu thì để ra thì dân tàu phong tục mình thì 3 ngày. Vâng. 3 ngày thì nó nằm ở dưới lá nề ở dưới này, như mình dạy chiếu này dạy trăng ở dưới kia là nó lại nằm dưới kia. Xong là ba ngày xong là mình lại chuyển sang lên giường ngủ. Vâng. Nó lên giường ngủ xong là nó mình lại đặt tên. Vâng. Đặt tên nó xem là nó muốn tên gì. Xong là chuẩn bị như thế là chuẩn bị là tên nó lại ốm. Vâng. Nó ốm là nó đã vừa có 3 ngày thì là đưa đi ra viện. Viện thì 3 ngày thì nó có bé tí như thế này. Đúng rồi, nó chỉ như cái ấm thôi. Thì người ta đi thì người ta bảo là nó ốm thế này thì cứ tiêm phát sinh là tiêm thuốc gì vào kê vào để nó đỡ ốm đã. Nó ốm đã, nó ốm đã, khỏi đã. Xong là nó cứ như thế này thôi. Vâng. Đấy. Thế thì bây giờ thì lớn rồi thì nếu đưa đi chữa thì hơi khó đấy. Bây giờ thì khó rồi. Vừa can thiệp được gì nữa. Vâng. Đây có thể là một cái bài học cho tất cả anh em mình, đó là theo cháu Hiệp được biết thì bây giờ chỉ có khả năng lớn nhất là cháu bị sốt cao quá dẫn đến là ảnh hưởng đến não. Rồi. Não nó sẽ gây liệt não, liệt xong là liệt toàn thân như thế. Toàn thân cả tay, cả đấy. Chân luôn. Sốt là rất là nguy hiểm đấy, nên là anh em mình cũng sẽ là có rút ra cái bài học. Vâng. Là ốm là mình phải hạ sốt ngay. Vâng. Chứ còn nếu mà nóng quá, em rất là nhiều trường hợp em đi quay rồi là
do là bị sốt cao quá dẫn đến bại não bây giờ nó cứ liệt người xong là nó cứ như thế này thôi. Vâng, cũng chẳng biết nói chẳng biết đi gì cả, nó vâng. nó là như vậy. Vâng. Đấy. Con này thì bây giờ thì nó cái có lúc nó biết nó gõ bố mà nó gõ được hơi cao hay gần cao là nó không biết gõ. Thế ạ. Vâng. Bình thường nói là nó chỉ biết là chi chi thế thôi. Đấy đấy nó biết nói như thế thôi. Đấy. Thật ra đây là cháu Hiệp nghĩ rằng là bị bại não rồi do cái thời điểm như anh chia sẻ đấy là lúc bé là bị ốm thì khả năng là sốt cao quá dẫn đến bị bại não thôi. Đấy. Để bây giờ là dẫn đến cái thể ngoại hình như thế này. Đấy, thì thôi bây giờ chắc là bọn em xin phép kết thúc cái video này thôi. Hy vọng rằng là lên video này thì với những cái khó khăn đã chia sẻ rồi thì sẽ giúp đỡ được điều gì đó thì anh em bọn cháu sẽ lại mang vào. Đấy. Còn nếu mà không giúp đỡ được gì thì gia đình cũng hết sức thông cảm, bởi vì là như bọn em thì cũng chỉ làm cái cầu nối thôi, nối từ bên này sang bên kia thôi, đúng không? Đấy, đâm ra là các nhà hảo tâm có thương thì có gửi thì bọn em sẽ mang đến, còn không thì cũng không biết làm thế nào cả. Đấy. Thì rất là mong mọi người chia sẻ cái video này. Anh em này cứ hộ chia sẻ chia buồn phụ con nó Vĩnh, cô anh Vĩnh nghĩ như thế này thì vâng. Nếu mà ai chia sẻ được giúp đỡ gì thì cứ giúp vâng, vâng. Vĩnh gia đình với cả ông thôi. Vâng, vâng. Vâng. Đấy thì rất là mong mọi người sẽ bấm nút chia sẻ video này để xem là giúp được bé Nu cái gì không. Vâng. Đấy, rất là mong là như vậy. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Và cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả các bậc làm cha mẹ khi mà có con ốm, nhất là con nhỏ. Cái sức đề kháng nó còn rất là yếu và nó chưa biết được là mình bị gì. Do vậy là sốt thì mọi người sẽ lưu ý để không có những cái hậu quả như thế này. Không thịt gà đâu nha. Chi tôi. Gà trẻ mỗi. Chi nó. Chiếu cha lừa ra chứ không mổ đâu nha, bọn em đi luôn đấy, nếu mà mổ thì gia đình tự ăn thôi. Em cũng nói em rất là cảm ơn cái tấm lòng của gia đình. Đây là bác sĩ giờ tôi chỉ mắt chi tao là thở từ bác tao ác chi mà uấy tảnh món nào nó đi mà lò xả lò xùa chứ. Bây giờ thì phỏng vấn chị một tí đi nhỉ. Vâng. Hậu anh hỏi xem là bố thì là một câu chuyện khác rồi, nhưng mẹ mới là người trực tiếp nuôi dưỡng các con, đâm ra là xem mong muốn của mẹ xem là muốn giúp cái gì cho đứa con gái bị liệt của mình. Đấy. Ấy nhà nhà tí có tàu nó cứ chứ có tàu có lót thế hết nó cứ tuổi bùa khứ thế chứ bùa xa tàu chỉ thế lọ ba tàu mi nhiều. Ừ, ấy hay xa có tàu. Ủa tàu này tàu khó nhà thế tàu lũ ba chế thế lọ ba tàu mi nhiều thế chỉ mi khá chi. À. Hãy còn ấy là tao mình chỉ chia tay lọ ba thôi từ mình nhớ là ba từ mình là hết được chỉ trong nhẹ chứ sao còn giống một tiếng một tao một tao kế rồi từ từ là tới sao tao khó giống sao thì chỉ sao này cho mẹ mẹ qua tới mua tao nó thì tới mua chỉ tao ấy cứ cứ mua chỉ tới mua chỉ tao này nhỏ chơi kia cho tụi mình nhớ đã để cho qua để chỉ bao số qua để cho chỉ bao số gì nó sẽ khó lên từ mình nhớ. Yêu rô tôi mình nhựa là sẽ gì mua thì ta chỉ tiêu của chị ta giá gì à? Từ khi mà một thiết chế là khi cho mình như một cận tay, dù mà tôi tồn tay là tôi này tôi như lãng quên chị bảo qua chị. Thế là chị cũng mong muốn là giúp được một ít tiền về mua quần áo với lại mua gạo cho con ăn hàng ngày. Bởi vì là anh thì cũng đi làm về nuôi các con đi học nữa. Đấy, đội đằng sau này bốn con trai này đúng không? Cả bố con trai này của anh chị. Bên kia nữa một cậu ở bên kia nhỉ. Yeah. Ủa lì mà ít lúc mà nhảy tin nhó chơi xùa tù minh giàu thế là? Thế không khổ lắm. Cận ta đây chè tụ chi chỉ mù rồi, thế chỉ muốn chơi là pu cho mình một cận ta rồi. Tụ chi muốn chơi là pu cho mình một cận ta chứ. Thế là ba mày mày cho tụ nhó chơi ba tôn chơi ba cho tụ miễn nó. Hay lì mà bé lò quay xe mua từ phao lơ ba tàu ác gì mà bé cả lò ba tàu mua lò ba cố bớt xuống mình chỉ chia thế là cho nên nô nô ní theo
Chị thì chị cũng rất là mong muốn là sẽ giúp đỡ được quần áo rồi là một ít tiền để mua cơm ăn cho con. Bởi vì bản thân chị thì mọi người cũng đã nghe câu chuyện rồi. Cái việc đẻ nhiều thì chúng ta không bàn đến nữa, bởi vì là muốn, nhiều người muốn cũng không được, mà có người không muốn thì nó lại đến, vì đấy là lộc rồi. Thì chúng ta cứ hoan hỉ thôi. Còn cái việc mà một mình chị càng đáng như vậy thì đôi khi là cũng rất là chật vật trong cái vấn đề lo cho 6 đứa con để đủ ăn đã, đủ mặc. Đấy, do vậy là mong rằng mọi người sẽ làm sao để giúp đỡ được như chị đã tâm sự đây, là quần áo rồi là cơm ăn cho bé. Và nếu như được một cái xe lăn nữa thì tốt quá. Đấy. Như vậy thôi nhỉ. Bây giờ là anh em đi thôi. Vâng. Rất là cảm ơn anh chị nhé, là đến phát là đuổi gà mầm để làm cơm. Nhưng mà thôi, thì để một cái dịp khác, nếu như mà giúp đỡ được bé có việc gì đấy thì cả nhà sẽ ngồi với nhau uống một ly nước cũng được rồi. Đấy, chứ bây giờ em mới đến mà lại thịt con gà như thế này, bán đi thì cũng được bao nhiêu quần áo, bao nhiêu gạo cho cháu ăn thì cũng tốt quá rồi nhá. Thế thì em cảm ơn chị nhá. Được rồi. Được rồi, được rồi. Vâng, vâng, em cảm ơn. Vâng, vâng, em rất là cảm ơn. Đấy, chia sẻ với mọi người này, các bé đuổi gà từ bên này sang bên kia. Rồi, chú cảm ơn nhé, chú không ăn cơm đâu. Lúc nào chú sang chơi thì chú ăn cơm sau nhé. Nhớ chưa? Bây giờ cất gà đi nhé. Này, có mỗi con gà trống duy nhất thì lại này. Có, đấy, thả đi, thả, đấy. Nhớ nhá, nhớ mặt thằng Hiệp nhá. Không là hôm nay là luộc rồi đấy. Được rồi, được rồi, em cảm ơn. Vâng, vâng. Thế nhá, bọn em xin phép em đi đây. Anh cứ công việc đi nhá. Vâng, vâng, có gì thì em với thanh niên sẽ xuống. Vâng. Vâng, em chào chị nhá. Vâng, cố gắng nhá. Tao tao hai ly tao lắm. Vâng. Đấy, đi, anh em mình về đi. Chị thì thật ra lúc từ lúc đầu anh em vâng ạ. Từ lúc đầu mà anh em mình có phỏng vấn chị ấy, mà có trao đổi với chị thì chắc chắn là mọi người sẽ thấy là chị còn khóc nữa. Bởi vì là anh em mình vào thì may mắn là gặp được anh chồng luôn. Hôm nay anh chồng về để mà lo công việc cho nhà bên trên. Thì cũng tâm sự với anh chồng nhiều hơn thôi. Đâm ra là chị cũng không được chia sẻ gì nhiều. Nếu mà hỏi chị từ đầu thì chắc là chị sẽ khóc từ đầu rồi. Vì những cái kham khổ, những cái vất vả, những cái gì mà chị đã trải qua trong suốt 17 năm qua nuôi một đứa con bại liệt thì chị đã quá là hiểu. Do vậy là khi có người hỏi đến, động đến cái khó khăn đấy thì nước mắt của chị là ào ra ngay. Câu chuyện rất là khác với ban đầu là chồng đi làm 2 năm không về, cũng không gửi tiền. Tuy nhiên thì khó khăn thì vẫn là như vậy thôi. Anh em mình phải kết thúc cái video ngay, không thì gia đình lại thịt gà rồi, rất là tốn kém. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong thước phim tiếp theo. Hãy lý hò, bê mùa hò.